Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái cổng nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá rẻ mà tôi đã sử dụng một thời gian thấy là rất dễ dàng. Đây, cổng này là cổng Naipot. Rất nhiều người lựa chọn cái đơn vị này. Cái đơn vị này rất là tin cậy, vì nó cũng là đối tác của cái thằng Netsell, là nền tảng dropshipping uy tín ấy. Chúng ta biết là thằng Trung Quốc là một mỏ hàng rất lớn, trong đó có những cái tên rất nổi tiếng như là 1688 này, Taobao này, rồi Tmall. Thằng Taobao thì thường thường phí vận chuyển nội địa thì nó miễn phí, thế nhưng hàng hóa của nó có vẻ như đắt hơn, nó nghiêng về bán lẻ. Thế nên tôi thường chọn thằng 1688, hàng nó rất là rẻ. Tuy là mất phí nhưng nếu chúng ta nhập có số lượng thì mang về thì vừa sử dụng, vừa có thể là bán hàng ngon lành. Bắt đầu chúng ta đăng ký tài khoản với thằng Naipot rất là dễ. Nó hướng dẫn tất cả rất đơn giản. Chúng ta cài đặt app rồi thì đi tìm hàng, đặt hàng là nó chuyển về Việt Nam cho chúng ta trong vòng từ 10 đến 15 ngày. Đấy, chúng ta bật cái Google dịch lên nhé. Sau đó chúng ta tìm sản phẩm, ví dụ như là thuyền này, buồm. Đấy, cho nó dịch sang tiếng Trung này. Xong ta copy cái này vào, chúng ta dán vào đây, và chúng ta tìm. Đấy, chúng ta thấy một loạt các thuyền buồm hiện ra đấy. Và chúng ta cảm thấy khó khăn thì chúng ta dịch nhé. Dịch sang tiếng Việt cũng được, tiếng Anh cũng được, tùy các bạn. Đấy, chỗ này cái giá này, đấy, chúng ta cứ kích vào giá từ rẻ đến đắt này. Đấy, chúng ta thích mẫu nào thì chúng ta đặt thôi. Đây, ví dụ như mẫu này. Đấy, chúng ta thấy cái app của Naipot đã hiện lên rồi này. Đấy, giá bán đây này, 14.000 đồng này. Tối thiểu mua 20 sản phẩm này. Ở trong 1688 thì cũng có nhiều cửa hàng, người ta chỉ cần mình mua một sản phẩm thôi, hoặc là 2-3 sản phẩm gì đó. Đấy, xong chúng ta kích vào nút đặt hàng Naipot là xong, thế đó. Đấy, tôi muốn mua một cái đồ chơi gì đó này, ví dụ đây. Tôi thích mua cái nhẹ và rẻ tiền, về bán cho nó dễ. Đây, ví dụ tôi... Đấy, cái xe này này. Tôi thích mua cái xe này. Nó yêu cầu mua tối thiểu 2 sản phẩm. Đấy, tôi mua khoảng 5 sản phẩm đi. Đấy, chúng ta nhớ là khi đã mua qua Naipot thì chúng ta ngôn ngữ chúng ta trở về ngôn ngữ nguyên bản của tiếng Trung nhé. Đấy, khi xem hàng thì tiếng Anh, tiếng Việt được, nhưng khi đặt hàng thì để nó về tiếng Trung. Đấy, như thế này. Đấy, chúng ta đặt hàng thế thôi. Nào, đặt hàng Naipot. Chúng ta vào giỏ hàng để xem nhé. Mạng hơi chậm. Đấy, chúng ta thấy cái ô tô này đã có trong cái giỏ hàng của Naipot đây rồi. Đấy, chúng ta thấy là ở chỗ này người ta thống kê chưa đầy đủ các loại tiền đâu, và người ta chỉ yêu cầu chúng ta đặt cọc
khoảng 70% thôi. Đây, chúng ta kích vào nút đặt hàng, thế là xong. Đấy, mọi việc đơn giản thế thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy chi tiết những đơn hàng tôi mới đặt trong thời gian qua đây. Đấy, tất cả tình trạng rất là rõ ràng đây. Chỗ này là người bán đang giao cho cái kho ở Trung Quốc. Đấy. Chỗ này là đã nhận hàng rồi. Chỗ này đã mua hàng, chỗ này đang vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Đấy, tất cả rất rõ ràng. Tất cả các con số về tài chính nó thể hiện tất cả ở đây. Đấy. Vừa rồi tôi đã nhận cái hàng đây rồi này. Chúng ta nhìn này. Đấy, ví dụ cái sản phẩm này tôi mua có 19.000, 20.000 này, được 3 cái này. Đấy. Rồi phí mua hàng rõ đây, phí vận chuyển nội địa đây. Phí vận chuyển Trung Quốc Việt Nam đây, tổng giá trị đây, tất cả rõ ràng đây. Thế nếu mà tôi dự định để bán hàng thì tôi sẽ nhập nhiều hơn. Thì cái chi phí nó sẽ chia ra, nó sẽ rẻ đi. Thế các bạn thấy là mua hàng rất là dễ. Chỉ việc ngồi nhà thôi. Chúng ta có thể mua về để dùng hoặc là kinh doanh. Vậy các bạn thử nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.